con uống chỗ này mấy lần con lên là con có uống chỗ này đó, quen á. Đồ nành bắp Bích Thủy à. Về Đà Lạt là phải uống nghe cái nhà uống sữa đậu nành rồi sữa đậu xanh, hay là mình ăn bánh tráng nướng. Bánh tráng nướng là đặc trưng của Đà Lạt mà. Đi chợ đêm Đà Lạt thì phải thưởng thức một cái bánh tráng và một ly sữa đậu nành, ngon quá cô hả, hấp dẫn đó. Cô bỏ ra cho con mấy cái gì á con. Bánh tráng nướng đây, khoai nướng đây, bắp nướng. Một cái bánh này là bao nhiêu tiền cô? Cái bánh này 15 ngàn. Một cái bánh 15 ngàn. Em có chờ thì cũng tới 20, 20 mấy ngàn cả. À, cũng có. Khoai này thì bảo khách địa phương sao thì có bạn đi du lịch vậy thôi. Dạ. Cô không có bán, đây là lấy cái bến xe, bãi giữ xe. À, nghe chú bãi giữ xe đúng rồi. Nè cái nhà. Trứng nướng, khoai nướng. Rồi ăn cái bắp, bắp ngon lắm. À, bắp, bắp mềm à? Mà bắp ngon lắm. Bắp mềm là ngon lắm mà cô. Bắp mềm mà ngon lắm, con ăn dạ. Bắp mềm mà ngon lắm. Dầu hành cô làm ngon. Bắp này là cô bán bao nhiêu một cái? Một cái 15 ngàn. À, một cái 15 ngàn. Khoai đi, khoai con này. Khoai 20 con. À, khoai 20 một củ đó con. Khoai 20 một củ. Về Đà Lạt mình lạnh lạnh mình ăn khoai hàng bắp luôn cũng ngon cô hả? Ở đây có một bán một khoai 20k thì có bán. À, ngỏi bánh luôn đây, ngỏi bánh luôn đây. Nè, cái này có hành này có không? Đó, có hành nữa. Có hành cái này. Bán còn chế phai đi. Rồi. Ngủ khoai. Con ngồi đâu con, ngồi lên đó hả? Dạ. Rồi, rồi, con chạy qua bán quá đi. Rồi, rồi. Vừa nướng mà vừa ngủ khoai. Cô bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Cô bán từ 6 giờ tối tới 5 giờ sáng. Dạ, à, 6 giờ tối đến 5 giờ sáng. Đấy, đấy. Cô bán ở đây là bán địa phương đa số đi làm ra con. Dạ. Khách du lịch thì giờ đó cũng có, mà điều ít lắm. Dạ. Họ lên bất chợt thôi, phượt đâu đến bất chợt thôi. Dạ. Còn đa số là địa phương. Đa số là bán địa phương không? Đa số là địa phương buổi sáng, là địa phương không có đi làm ra. Dạ. Bánh tráng là mười mấy ngàn là nó dễ ăn hơn trong chợ. Dạ. Chờ đang bán à. 6 giờ chiều mà cái xe được sáng chấm cho là khoảng 1 2 tiếng. Coi như là cô thức về đêm rồi. Cô thức về đêm, cô thức 4 mấy năm vậy rồi. Dạ, nhà mình gần đây cô. Ở gần đây ngày xưa ở dưới này con à, lên đây lâu. Có ở bên sáng mà bây giờ cô ở bên đây rồi, Nguyễn Chí Thanh, nhà bên này Nguyễn Đồng. Nhà ngay đây. Cô bán được mấy chục năm rồi. Bán được 40 mấy năm. 40 mấy năm mà bánh tráng nè. Ừ. Bởi vì về Đà Lạt ấy thì dạ. Thường bức thôi nhỉ. Từ cái chỗ này chỗ của họ khách mà dạng tôi sẽ xách cháy lên đấy dạ. Để ra đây nhiều dạ. Ở ngoài này chỉ bỏ là khoai lắc mật là nhiều thôi cho con à, đây, khoai lắc mật là bao nhiêu ký cô? Khoai lắc mật là ở đây là 30 ngàn một ký. 30 có thể 30 mấy ngàn tùy theo giá. Dạ. Cô tên gì cô hả? Để mà mọi người ghé ủng hộ cô khi Đà Lạt. Cô Hương nha cái nhà vui hả? Cô vui nha cái nhà. Nếu bởi vì mình ở đây thì mình thường lên đây thì mình cũng có uống sữa đậu nành ở đây rồi nè. Sữa đậu nành ở chỗ này nè, với cái ăn bánh tráng ở đây. Mỗi lần về Đà Lạt thì mình bởi vì nó gần ngay chỗ cái chợ Đà Lạt cái nhà. Nè bưu điện nè, mobifone nè, nhà thấy không? Thứ hai nữa là nó gần cái Bùng Binh trung tâm. Đó, ngắm cảnh Đà Lạt vào buổi tối luôn cho cả nhà xem. Nó mình thấy là dạo này Đà Lạt không có nhộn nhịp nhiều nha nhà, bởi vì mình nghĩ là thứ nhất là do tình hình dịch bệnh á, nên là bà con đi du lịch cũng hạn chế. Bà con đi du lịch hạn chế. Kia có bò nước.
Năm nay không lạnh nữa cô hả? Giờ này không lạnh. Không, mấy bữa hôm trước có lạnh mà mấy ngày mưa lại nó lại. Mấy ngày nay mưa nó không lạnh rồi cô. Dạ. À, mấy ngày mưa nó không lạnh. Chứ mà mấy ngày trước có 10 độ, mười mấy độ thôi. Một dạ, hàng gì bận con lên mà con đúng thấy rồi, hiện tại con lên con thấy là không lạnh đó. À, quéo liền đó chứ. Cô bán trứng, rồi bắp, rồi bánh tráng. Rồi đem bánh tráng không? Bo, xếp bánh tráng vô con. Nó ngồi thưởng thức nè. Mấy cái rồi tao. Cái là tao hết. Rồi, yeah. Cái nữa. Ẩm thực đường phố mà. Nếu có dịp về Đà Lạt các cái nhà thì có thể là ghé ủng hộ cô nha. Dễ lắm, ghé ủng hộ cô. Ăn ăn một cái bánh tráng nướng nè, trứng cút nè, là trứng cút hay trứng gà cô? Trứng gà nè, phải không? Rồi xong rồi mình có thể là thưởng thức trái bắp hoặc là cái củ rất là gọi là dân dã. Cô có cái nước mắm rất là độc hơn. Ồ nước mắm hả cô? Nước mắm này cô nấu đường à, nước mắm đây hả? Nước mắm đây là tuyệt chiêu hả? Tuyệt chiêu luôn, cái này là con nấu giống như là mật ong vậy đó, nó đặc sệt luôn. Ai ăn rồi cũng phải ăn cái nước mắm này. À vậy hả? Ồ, trái hồng thấy cô giới thiệu nước mắm đó đặc. Hai cái bánh tráng nữa. À nước mắm đó là để mình ấy cho bắp á cô hả? Dạ. Mỡ hành đó. Bắp nướng mỡ hành đó cả nhà, nguyên trái. Thơm phức luôn. Hai bánh tráng nướng nữa. Một cái là 15.000 nha. Cứ tùy mình ăn thôi cả nhà ơi. Mình muốn ăn kiểu gì là cô bán kiểu đó. Có liên phai không cô? Dạ. Con không lên file mà là con lên YouTube. Kênh YouTube ẩm thực đường phố. Cuộc sống Sài Gòn TV như con. Dạ. Cảm ơn con nhiều. Dạ. Cô nói là mọi người tới thường hay quay Facebook á nha. Nhưng mà đây là mình quay YouTube cái khác Facebook. Dạ. Dạ. Ôi hấp dẫn không? Cô là. Đây những cái đồ mà con thay kèm theo nè. Thêm nửa cây xúc xích. Rồi cảm ơn cô à. Rồi rồi đây ra uống sữa bắp. Ngon không à for anh TV. Nói chung là thời tiết đây là kênh Kho Anh TV nha cả nhà. Thời tiết xe lạnh mà ăn một cái bánh tráng nướng nóng hổi và uống một ly sữa đậu nành đúng là tuyệt vời. À, dạ. Đúng là tuyệt vời các bạn. Cả nhà xem cũng ẩm thực hay là cuộc sống á thì ghé Kho Anh TV ủng hộ bạn nha. Đây, cái đây là sữa đậu xanh nha cả nhà. Mà tối quá, quay sẽ tối quá. Đây sữa đậu xanh nè. Đây nét rồi. Đây. Bánh tráng nướng. Bánh tráng nướng. Đây, cả nhà. Hấp dẫn, ngon á. Ăn xong mình hợp lý. Ăn xong rồi về, con trai mình nói là ăn xong rồi về. Ngon, mời cả nhà nha.
bánh của con à. Chúc cả nhà luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Bye bye.